Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, liên quan đến tình trạng khan hiếm xăng dầu đang diễn ra tại một số địa phương. Chiều nay ngày 10 tháng 10, báo cáo cuối ngày của Cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tính đến thời điểm hiện tại có 121 trên 550 cửa hàng không còn xăng. Được biết các cửa hàng có đăng ký mua xăng nhưng đơn vị cung cấp cũng thiếu hoặc không còn xăng để cung cấp. Các cửa hàng còn xăng vẫn hoạt động bình thường để phục vụ nhu cầu của người dân, không có tình trạng găm hàng, bán không đúng giá niêm yết. Trong ngày có 9 cửa hàng đã nhập được xăng để tiếp tục kinh doanh, 5 cửa hàng xăng đang tạm ngừng hoạt động. Trong khi đó, Sở Công Thương Đồng Nai vào chiều ngày 10 tháng 10 đã có văn bản báo cáo và kiến nghị Bộ Công Thương sớm có giải pháp cụ thể hỗ trợ tìm nguồn cung ứng xăng dầu cho thị trường xăng dầu Đồng Nai. Theo Sở Công Thương Đồng Nai, trên địa bàn tỉnh này hiện có một thương nhân đầu mối, 7 thương nhân phân phối và 415 cửa hàng kinh doanh xăng dầu đang hoạt động. Những ngày qua, nguồn cung xăng dầu từ các thương nhân đầu mối khan hiếm bị gián đoạn hoặc không kịp cung ứng hàng. Do đó, các thương nhân phân phối xăng dầu không đủ nguồn hàng cung ứng cho các cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Ngoài ra, chiết khấu thấp cùng các chi phí mặt bằng, nhân công, vận chuyển không được tính vào giá bán khiến doanh nghiệp thua lỗ. Nhiều cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn Đồng Nai treo bảng hết xăng, tạm ngưng chờ nhập hàng hoặc bán cầm chừng, khống chế số lượng bán cho mỗi xe. Thưa quý vị, tình trạng thiếu xăng vẫn đang tiếp tục diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Vào khoảng 18 giờ 30 phút tối nay ngày 10 tháng 10, tình trạng chen lấn, hỗn loạn đã xảy ra tại một số cây xăng lớn ở quận 1. Khó đổ xăng cộng với tắc đường đã khiến nhiều người dân vô cùng bức xúc và đặt câu hỏi, thành phố có nhiều cây xăng như vậy để làm gì? Ghi nhận tại cây xăng Petrolimex trên đường Lê Thánh Tôn, giao với Phạm Hồng Thái, quận 1, tình trạng chen lấn nhau mua xăng đã diễn ra từ sáng sớm. Tuy nhiên, đến chiều, đặc biệt là giờ kẹt xe thì tình hình còn tồi tệ hơn. Xe bồn đến liên tục để bơm thêm xăng nhưng vẫn không đáp ứng được nhu cầu quá lớn của người dân. Mình đứng đây từ lúc 6 giờ cho tới thời điểm hiện tại là chắc cũng phải 7 giờ kém luôn rồi. 7 giờ kém luôn rồi là khoảng một tiếng hơn. Đang rất là bức xúc. Nếu mà tình trạng này cứ diễn ra hoài như vậy á, thì sẽ làm chắc là chuyển qua chạy ra đi ráp luôn để cho nó đỡ phải lo về mấy cái phần xăng cộ như vậy. Ôi nhiều cây xăng quá để làm gì mà bây giờ mình phải chờ một dãy hàng như vậy. Cá biệt còn có những vị khách hết sạch xăng phải dắt bộ đến cây xăng nhưng vẫn chưa đến lượt. Nhà tụi em tận Bình Dương đi làm 18 cây mỗi ngày luôn á, mà hồi sáng này tụi em đâu có nghĩ nó đông như vậy. Bây giờ làm sao tụi em về trong khi xe chỉ còn có một nóc thôi. Mong là sắp tới hoặc là một tí xíu trong ngày hôm nay có thể giải quyết được cái chuyện này, chứ cây xăng nào hầu như là cũng như vậy rồi. Không biết là hiện sắp tới em có thể đi được tới về nhà trong tối ngày hôm nay không nữa. Nếu mà tình trạng mà xăng lên giá khó mua xăng như thế này thì em nghĩ chắc em phải chuyển đi xe buýt, nhưng mà vì nhà quá xa cho nên nó cũng khá là bất tiện. Chắc phương án sắp tới là em phải đạp xe đi hoặc là chuyển sang một phương án khác đỡ tiết kiệm hơn rồi. Theo Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh, nguyên nhân của việc nguồn cung xăng dầu thiếu hụt cục bộ do việc nhập khẩu của một số đơn vị bị gián đoạn. Bên cạnh đó, việc vận chuyển cũng bị đình trệ bởi vào giờ cao điểm do xe bồn vận chuyển xăng dầu không được lưu thông ở các quận trung tâm.